Tên của tôi là Nguyễn Thị Xuân Thu. Năm nay tôi 59 tuổi và tôi ở Thủ Đức. Hiện thời bây giờ tôi là nội trợ. À, cô có bà con gì với Minh Vượng không? Chắc có. Giống giống ha. Dạ. Giống nhiều người dữ ta. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Sim, năm nay em 28 tuổi. Em làm dâu mẹ được 6 năm ạ. Dạ. Mình có mấy bé rồi chị? Mình có hai bé trai. À. Dạ. Ủa mình là quê ở đâu chị hả? Quê mình ở ngoài Nam Định. Là cô cũng ngoài Nam Định luôn? Dạ không, tôi ở trong này. Quê tôi thì ở ngoài Bắc nhưng mà tôi sanh ở trong này. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình, cô ấn tượng điều gì? Ngày đầu tiên thì con trai tôi nó về nó cũng có nói là má ơi, con có bạn gái rồi. Thì tôi nói chứ thôi thì con có bạn gái thì má mừng cho, con cứ dắt về đây. Thì má xem mặt coi xem như thế nào. Thì tới khi mà nó dắt về thì thật sự ra là ấn tượng đầu tiên tôi nhìn thấy con bé này, tôi bảo là bé này nhìn cái mặt nó cũng phúc hậu, nhìn nó cũng tròn trịa, chắc nó giống mẹ. Nhưng mà khổ cái là khi mà tôi hỏi thì nó lại nói là bạn con tới ở ngoài Bắc cơ. Thì thật sự tôi nghe thế tôi cũng run. Tại vì tôi thì cái tật của tôi là tôi say xe, tôi sợ là tôi phải đi ra ngoài Bắc. Thế tôi mới bảo chứ con ơi, trong này á nhiều con gái lắm, sao con quen mà con quen tới ngoài Bắc lại. Tôi nói chứ nhưng mà duyên số. Thì tôi nói thôi kệ nó cũng được đi, thì con cứ đưa bạn về đây chơi đi. Thế khi đưa về thì tôi nhìn thấy cháu thì tôi cũng ưng. Thế tôi mới bảo chứ thôi thì con gọi điện đi để cho mẹ nói chuyện với lại ông bà xui ở đó coi sao. Thì khi mà nói chuyện thì tôi thấy ông bà xui cũng rất là dễ, thì cũng thông cảm. Thì ông bà có nói là thôi thì hai bác cứ ở trong đấy cứ lo đi, khi nào mà gần cưới thì chúng em bay vào. Trời ơi em mừng quá trời mừng, nữa là mừng luôn. Làm mất giá sẽ sợ luôn. Thì từ nào giờ tôi chưa nói lời cảm ơn với ông bà xui. Tôi cũng cảm ơn ông bà xui là cũng đã cho tôi một đứa con dâu cũng ngoan hiền, thì tôi cũng rất là mừng. Cho em hỏi chút xíu nha, chị có nhớ cái ấn tượng lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng không? Hôm đấy thì chồng chị mới dắt về, gặp mẹ thì mẹ hiền lắm. Dạ. Rồi mẹ cũng hỏi han, cũng quan tâm, rồi cũng mời mọc mình ăn uống thoải mái như là người trong nhà vậy đấy. Mà thực ra hôm đấy thì trời rất là mát, mình ngồi ngay cái quạt luôn, mặc áo thật sự rất mát, mà mồ hôi nó cũng toát hết ra cả người. Đến bây giờ mình vẫn không quên cái cảm giác ấy luôn. Rồi khi mà về mấy ngày đầu về làm dâu á, có gặp khó khăn gì không chị? Thật sự thì mình không hề gặp khó khăn gì cả. Mẹ mình cực kỳ dễ thương. Cái lúc mà mình chưa lấy chồng mình á, mà bạn của chồng thì bảo về này, thực ra thì mẹ không khó, nhưng mà nhà bên chồng có tận 4 bà chị với cả em chồng cơ. Và mấy cô đấy là rất là khó. Thì em thì lại no, kêu bảo là giặc bên ngô mà cô bên chồng á. Dạ. Thì mình rất là mình sợ. Nhưng mà khi mà mình về sống chung á, mình tiếp xúc với các chị với các em thì họ quá tuyệt vời. Thật sự là mình rất là hạnh phúc. Như cái câu chuyện hồi nãy em kể đó, tức là ba mẹ em bay từ ngoài Hà Nội vào đây. Dạ, vâng. Mà mình không có được tổ chức ở ngoài kia đó. Là như thế này anh ạ. Ba mẹ em có vào đây tổ chức cho em, xong rồi thì ở trong này xong xuôi thì hai vợ chồng em cũng có bay về quê ạ. Rồi ở ngoài quê ba mẹ em cũng làm đám cưới cho tụi em ở ngoài đấy luôn ạ. Dạ, nhưng mà chỉ có một điều hơi tiếc là ba mẹ chồng em thì không về được. Ừ. Vâng. Tức là vì sức khỏe đi không có được. Phần nữa tôi sức khỏe, phần nữa thì là tôi còn mẹ già thì không ai chăm sóc nên là tôi không thể đi được. Đó cũng điều chứ tôi thì tiếc, tôi cũng tiếc lắm. Yeah. Rồi hai mẹ con hợp nhau về điều gì? Hai mẹ con tôi rất là hợp. Cái gì cũng hợp hết. Nó thật sự ra tôi 4 đứa con gái cơ, nhưng mà tôi ít khi tâm sự với con gái tôi bằng con dâu. Khi con gái tôi nó cứ nói là mẹ ơi, cứ thương con dâu đi, tại vì tụi con cũng đi làm dâu, tụi con cũng biết cái cảnh khổ của người làm dâu rồi, thì mẹ cứ thoải mái với em đi. Nó có nấu cơm cho mình ăn không? Đấy là cái điều mà chắc em còn nợ mẹ. Tại vì 6 năm trời làm dâu của mẹ, thật sự em chưa nấu một bữa cơm trọn vẹn cho mẹ ăn.
Tại vì là ngày xưa khi mà em còn làm công nhân, làm công ty thì cứ mẹ cứ nấu cơm cho em ăn uống, quần áo sẵn xong xuôi để đấy, tối về em chỉ việc ăn uống, dọn dẹp một chút xíu là xong. Đến bây giờ khi mà em đã không còn làm công ty nữa, em ở nhà với mẹ cả ngày, nhưng mà mẹ cũng vẫn cứ nấu nướng cho em ăn từ sáng tới chiều. Nhưng mà cô có mong muốn là sau này chị sẽ nấu cho cô một bữa cơm nào đó không? Thì nói chung là cũng mong muốn chứ, ai mà không mong muốn, nhưng mà thấy mình giúp con dâu mình được cái gì thì mình cứ giúp đi. Chừng nào mình ốm, mình nằm đó mình không làm được thì nó phải nấu thôi. Có bao giờ tổ chức sinh nhật cho mẹ không? Mẹ thì sinh nhật là ngày 20 tháng 10, trùng với cả ngày kết hôn của ba với mẹ. Cũng có lúc thì dắt nhau ra nhà hàng làm, cũng có lúc thì ở nhà nấu ăn hay là làm gì đấy nhẹ nhàng để mừng sinh nhật cho mẹ. Tôi thương con dâu tôi là như vậy. Nó mới về làm dâu được có một năm thôi. Hôm đấy đi làm về tôi thấy nó xách giỏ hoa về. Tôi cũng đâu có nghĩ là cái ngày gì của mình đâu. Thật sự ra là tôi không bao giờ tôi nghĩ đến ngày sinh nhật của tôi hết á. Tôi bảo, ủa hôm nay mua hoa làm gì vậy con? Thì nó bảo là con tặng mẹ. Cái tôi bảo chứ trời đất ơi, mẹ cảm động quá. Từ nào đến giờ chồng, con gái, con trai cũng chưa nghĩ đến ngày sinh nhật của mẹ. Mà cũng chẳng có ai tặng hoa cho mẹ hết. Mà bữa nay con tặng hoa cho mẹ, mẹ mừng lắm. Thật sự trong lòng tôi rất mừng. Đó là tôi nghĩ con dâu này là con dâu hiếu thảo. Nãy giờ mình nói chuyện hợp nhau không mà còn có chuyện nào mà hai mẹ con không có thể hợp nhau được không? Nếu mà nói về cái chuyện mà không hợp nhau là không có ấy. Cũng có một cái kỷ niệm thì nó cũng không phải là buồn lắm. Thì hôm đấy là giỗ của ông ngoại, mà hôm đấy thì em còn làm công ty. Thế các bạn trên công ty tổ chức sinh nhật, đứng ra tổ chức xong cái ngày hôm đấy về là tắm rửa ôm con đi ạ. Cái tối về xong rồi em lên phòng, chồng em gọi em rất nhỏ nhẹ, em ơi xuống mẹ nói chuyện một tí. Đấy, chỉ có hôm đấy là mẹ ngồi mẹ nhắc nhở em cỡ khoảng gần một tiếng đồng hồ. Chắc là do mình quên phải không chị? Mình biết mình đã nỡ ở trên công ty rồi ấy, nên là mình không thể nào mà mình có thể hồi kèo được đấy. Nhưng cho mà nên mình là mình đi luôn. Như vậy rồi có nói với mẹ không? Mình có nói, dạ. Mẹ cũng ừ, nhưng mà về thì cũng buồn, mẹ không buồn. Không lẽ lúc đó mẹ không ừ? Dạ. Trong lòng tôi ức lắm, tôi nghĩ tôi buồn. Là vì cháu nó mới về làm dâu mà mẹ đã nói trước rồi. Xuống tôi cũng giận lắm, tôi mới nói về này. Cái ngày giỗ là giỗ của ông ngoại. Ông ngoại là ai? Là người đẻ ra mẹ. Mà con không tôn trọng thì ví dụ như mai mốt mẹ có chết rồi chắc con cũng không tôn trọng mẹ. Mẹ không cần các con phải cho mẹ tiền, chỉ cần các con ở nhà thôi. Thì tôi cũng có nhắc nhở con dâu tôi vậy. Thì thôi từ đó tới giờ thì nó cũng ngoan rồi, nó cũng không... Mới về còn nhỏ dại. Chứ đó cũng rất là nhạy cảm bởi dạ, ngoại vâng, mà. Vâng ạ. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, còn chuyện chăm sóc con cái đó thì có hợp nhau hay không? Mẹ thì cho em toàn quyền quyết định là dạy con như thế nào, na rầy như thế nào là toàn quyền quyết định của em. Dường như là hai mẹ con mình không mấy khi có mâu thuẫn. Mà ví dụ mình có sai hay có gì là mẹ nhắc nhở liền. Hôm đấy thì mình đang cho con ăn cháo, hôm nay nó hóc cái xương, nó bị ói. Thế mẹ có nói một câu là mày cho con mày ăn thì mày phải nhằn xương ra. Mà thật sự lúc đó mình đang bực ở trong mình á. Thế mình mới nói với mẹ là mẹ mắc cười quá à. Con chẳng ép con cho con ăn xương. Khi mà mình bột miệng mình nói câu đấy ra là mình biết là sai. Mình sai. Thế là mẹ cũng không nói gì, mẹ vào phòng mẹ nằm. Cái cỡ khoảng 5 phút sau thấy mẹ đi ra rồi mẹ nói một câu này. Con à, để mẹ nói con nghe cái này. Ủa mẹ nói chuyện mắc cười đó mà. Rồi mình biết mình sai. Nó bảo tôi là mẹ nói chuyện nghe mắc cười quá. Bộ con muốn đút xương cho con ăn à? Trời ơi, tôi nghĩ tôi buồn. Thí dụ bây giờ mà tôi có lỡ nói đi thì thôi nó cũng đừng nói lại. Cái tính của tôi là tôi có sao tôi nói vậy. Tôi không có để bụng. Quay ra nói lại. À, cái tôi nằm một hồi cái tôi bảo chịu không nổi đúng không? Nghĩ tức quá. À. Mình nói chuyện gì mà nó bảo mình mắc cười. Cái tôi mới ra tôi gọi sim ơi sim. Hồi nãy mẹ nói chuyện nghe mắc cười lắm mà con. Mẹ chồng mày rất là hay chú ha. Không có la, rất là nói nhẹ nhàng, gọi là mưa dầm thấm lâu á. Dạy một cách rất là nhẹ nhàng mà thấm nha. Thật ra hai mẹ con em 6 năm chung sống chưa có một cái mâu thuẫn gì là lớn mà không giải quyết được. Có chuyện gì là hai mẹ con nói ngay. Hai mẹ con đứng bán hàng với nhau mà người ta cứ tưởng mẹ con ruột không à. Người ta cứ hỏi, ủa đấy là mẹ con à? Dạ mẹ chồng. Ủa mẹ chồng á hả? Thế bảo vâng mẹ chồng. Sáng cháu nó bán hàng ăn đấy. Thì tôi thấy nó tội nghiệp một mình nó bán, tôi mới ra tôi phụ. Mà hai mẹ con em là 3 giờ dậy cùng nhau.
ở với nhau là từ sáng cho tới đêm, chỉ có buổi tối đi ngủ là không cùng nhau thôi. Hai người hai mẹ con làm gì cũng làm chung hết trơn ha. Dạ, thậm chí là như thế này luôn, mẹ thì cứ hay có quần áo mà mặc chật là cho con. Kể cả đồ tay hay là đồ bộ, thậm chí cả đồ ngủ. Thế hôm đó em mới mặc bộ đồ ngủ của mẹ, cái hồi quay nâng ra, thế ba chồng về, ba chồng nhìn, ba chồng cứ cười. Cái lúc em quay lại em hỏi, ủa sao ba cười thì tao tưởng mẹ mày. Hôm nay mẹ mày ngon lành cảnh đào thế. Chúng ta có mong muốn một cái điều gì của con dâu của mình không cô? Tôi cứ mong muốn là thôi mẹ con cứ như vậy đi. Lâu lâu lỡ lời nói mẹ mắc cười quá. Thì mình nói lỡ thì mình nói lại cho. Dạ. Cứ bí liền đó cô ha. Chị có mong muốn thay đổi mẹ điều gì không? Không, mẹ mình thì nói chung là quá tuyệt vời rồi. Chỉ cần mẹ giữ gìn sức khỏe. Mà với cả một cái nữa là mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều. Có nhiều chuyện rất là nhỏ nhưng mẹ mình thì rất hay suy nghĩ, đâm ra là cứ hay bị nặng lòng. Để cho mẹ khỏe, mẹ vui sống với tụi con là được. Dạ, có vâng. Hai cái điều mà nãy giờ anh vẫn đang trăn trở. Dạ. Cái điều thứ nhất á là em làm sao phải nấu cơm cho mẹ một buổi ăn trọn vẹn. Dạ. Cái điều thứ hai ngược lại là mẹ em làm cách nào đó cô về quê của con dâu mình á thăm ông bà xuôi một lần đi cô. Có, tôi cũng có ao ước rồi. Tôi cũng nói với cháu là sẽ có một lần để về quê thăm bà nội và bố mẹ. Thật sự ra là tôi còn mẹ già, tôi không thể bỏ bà đi được. Bây giờ mà đi một chút là bà không có chịu. Nên là tôi cũng không biết làm sao, tôi bảo chứ thôi cứ cầu xin đi. Thế nào cũng có dịp thì mẹ sẽ về thăm quê của con. Rồi bây giờ nè, em ôm mẹ chồng đi hứa một cái bữa cơm nào đó. Hey, nói với mẹ đi. Mẹ con sẽ cố gắng. Sau này có thể không phải một bữa mà là nhiều bữa, hoặc cả một năm có thể nấu cơm cho mẹ ăn. Thôi, mẹ cố gắng. Còn khỏe mẹ cứ nấu. Chừng nào mẹ ốm thì con nấu cho mẹ. Cứ dành nấu cơm với con dâu nữa. Thành ra cuối cùng con dâu không có thực hiện được cái ước mơ của mình, nấu cơm cho mẹ.